Hello mọi người, mình là Subeo đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ tiến hành nâng mát 25 level của cái event tiệc mừng lễ hội, hay còn gọi là event đầu tư 7k game đó các bạn. Hiện tại các bạn thấy số lượng giấy hoa của mình là 221 cái. Số lượng giấy hoa ở đây là nhờ vào việc mình thực hiện một số nhiệm vụ nhỏ ở đây nè. Đây, những cái này là mình còn chưa ấy nha. Nếu như mà mình lấy hết những cái giấy hoa ở đây thì số lượng giấy hoa của mình sẽ còn nhiều lên nữa đó. Rồi, hôm nay có cái event đua với thời gian nè. Bữa giờ có ông nào mà vội hấp tấp xả hết AB mà không đợi cái event này. Tại vì cái event này á là các bạn cũng phải tốn một lượng AB kha khá để các bạn có thể kiếm được thứ hạng cao. Đây các bạn thấy top 1 chỉ có 187k thôi. Cái điểm này nó không có quá cao đâu các bạn. Nếu như các bạn muốn biết được cái mẹo giành top cao ở trong cái event đua với thời gian, kiếm được tượng cam này các bạn. Mục tiêu là chỉ cần giành hạng 4 tới hạng 10 để lấy 8 cái tượng cam này thôi là các bạn đã hơn được rất là nhiều người ở trong cùng kingdom của các bạn rồi. Trước đây mình có từng làm một cái video clip, một hai video clip gì đó khá là kỹ lưỡng về cái mẹo của event đua với thời gian. Các bạn cứ vào trong kênh của mình để xem lại. Nếu như các bạn thực hiện đúng theo cái video clip đó thì chắc chắn các bạn sẽ giành được ít nhất là hạng 4 tới hạng 10. Đối với cái event đầu tư 7k game này á, mình lúc nào cũng khuyên các bạn là đừng có vội. Cái event này tổng cộng nó 7 ngày cho các bạn kiếm hộp điển lễ lần. Nếu như các bạn hấp tấp, các bạn xả hết AB trước khi cái event này diễn ra, rồi tới lúc mà cái event này diễn ra nè, các bạn sẽ không còn AB để đua hạng ở trong cái event này nữa. Nên là các bạn đừng có vội nha. Nếu như các bạn bận, đợt này mình cũng bận nè, mình không có thời gian để cứ mỗi 10 phút vô đây mình nhận cái thu thập trong thành phố này. Đấy, các bạn thấy mình nhận thu thập trong thành phố là nó lúc nào cũng ra hộp hết á, chỉ cần các bạn xiên thôi. Nhưng mà đợt này mình phải công nhận với các bạn là thu thập trong thành phố Lilith hình như có fix lại cái tỷ lệ gớt hộp rồi. Hồi nãy mình thu thập như vậy mà chỉ nhận được có một hộp thôi. Thì nếu như mà các bạn cảm thấy không đủ hộp á thì các bạn cứ xả AB nha. Ở trong cái event đầu tư 7k game này nè, bắt buộc kiểu gì kiểu các bạn cũng phải cố gắng lấy cho hết 25 cấp này. Nếu như các bạn có thời gian thì các bạn không cần xả AB. Các bạn cứ cách 10 phút, các bạn vô trong thu thập thành phố này, các bạn thu thập. Còn nếu như các bạn có thời gian hơn nữa thì các bạn có thể ra ngoài zone 1 đi thu những cái mỏ 2 hoặc là mỏ 1, hoặc là thu những cái mỏ này nè. Các bạn thu khoảng 150 cho tới 200 gì đó, rồi các bạn cho đạo quân của các bạn đi về, sau đó cho đi ra đại đúng cái điểm tài nguyên này. Đó là dành cho những bạn nào có thời gian thôi. Còn những bạn nào không có thời gian á thì các bạn có thể dùng AB dự trữ đem đi xả AB. Một số bạn hỏi mình xả AB là như thế nào thì các bạn cứ vô trong đây, các bạn sử dụng cái phần điểm hành động này nè, các bạn kéo năm đạo ra đi đánh màn rợ. Các bạn nên đánh vào thời gian đầu ngày và những ngày đầu của cái event đầu tư 7k game thì các bạn sẽ kiếm được nhiều hộp hơn. Còn những ngày về sau á thì các bạn sẽ kiếm được ít hộp hơn. Như bây giờ nè, ở đây nó chỉ còn khoảng 1-2 ngày cuối cùng thôi thì cái hộp mà các bạn có thể nhận được á nó sẽ ít hơn khi các bạn xả AB. Đối với những bạn nào không có AB mà cũng không có thời gian nữa thì các bạn nên nạp cái gói này nha. Đây, tất cả những cái gói nào mà nó có thể cho các bạn được những cái số lượng giấy hoa thì các bạn nên nộp. Cố gắng phải lấy cho bằng được cái cấp 25 này. Các bạn được 35 tượng cam free, rất là nhiều quà, rồi được trả lại 7k game nữa, coi như là các bạn không có tốn game gì hết. Cho nên kiểu gì kiểu các bạn cũng phải tham gia cái event này bằng mọi giá nha các bạn. Sau hơn khoảng 5 ngày mình kiếm hộp điển lễ cộng với việc là mình xả khoảng 20k AB, nếu như mà mình bữa giờ không bận á thì mình cũng không có xả AB đâu các bạn. Mình cứ cù nhây thôi. Mình cứ cách 10 phút mình vô mình thu thập trong thành phố, hoặc là 15 phút, hoặc là nửa tiếng gì đó, tùy thuộc vào các bạn thôi, các bạn có thời gian rảnh như thế nào. Còn bữa giờ mình bận cho nên mình có xả thêm 20k AB. Thì số lượng hộp tổng cộng của mình bây giờ đó là 1087. Thì với cái số lượng hộp này á, mình dự đoán là nó sẽ đủ giấy hoa để có thể lên được level 25 của cái event đầu tư 7k game. Cộng với việc là bây giờ mình đã có sẵn 221 cái giấy hoa rồi, không liên thiên nữa các bạn. Bây giờ mình sẽ mở cái 1087 hộp điển lễ này và các bạn chờ xem là mình nhận được bao nhiêu cái giấy hoa nha. Theo kinh nghiệm của mình á thì khoảng 1000 cho tới 1001 hộp. Mình tính theo hộp nha các bạn, mình không có tính theo giấy hoa. Khoảng 1000 hộp cho đến 1001 hộp là các bạn sẽ dư sức úp thẳng lên level 25. Rồi các bạn chờ xem là lần này mình có đủ giấy hoa để lên level 25 không nhé. Đây mình sẽ tiến hành mở nè.
Ở đây mình nhận được 3 cái skin có thời hạn 3 ngày. Hoa hỏa chi đô. Cái skin này thì tí nữa mình sẽ đổi lại thành game. Một cái skin này sẽ đổi được 50 game. Ở đây mình nhận được 1.700 giấy hoa. Mình sẽ ốp hết 1.700 giấy hoa này vô trong cái event đầu tư 7k game. Đây, tổng cộng bây giờ số lượng giấy hoa của mình là 1938. Tí nữa sau khi mình tiến hành trang trí xong thì các bạn để ý cái số lượng giấy hoa còn lại của mình là còn bao nhiêu. Vậy thì các bạn sẽ biết được là cần bao nhiêu giấy hoa để có thể lên được level 25 từ level 1 luôn nha các bạn. Mình chưa nâng cái gì hết luôn nè. Sau khi mà mình đã lên được level 25 rồi á, thì lúc đó mình mới tiến hành mở khóa 7k game. Mình không có mở khóa sớm đâu các bạn. Chỉ cần cái thời gian này nè nó còn thì mình sẽ không có bị mất quà. Mình đợi tới cái ngày cuối cùng, đợi tới phút cuối cùng luôn, mình bấm mở khóa 7k game, mình vẫn nhận được hết tất cả những cái phần quà ở đây nha các bạn. Chỉ cần các bạn lên được level 25 thôi. Quan trọng nhất là các bạn phải lên được level 25. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành bấm trang trí. Đè luôn nha các bạn. Gần mát rồi nè các bạn, 307 trên 302 rồi. Ok, vậy là mình còn dư 269 cái giấy hoa nha các bạn. Đấy, bởi vậy mình nói với các bạn á, kinh nghiệm của mình trước giờ là từ 1.000 cho tới 1.001 hộp, rồi các bạn hãy ốp một lần. Khi các bạn ốp hết vào đây thì nó chắc chắn sẽ lên được level 25 thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành nhận quà nè các bạn. Đây, nhận hết quà luôn nha. Sau khi mình nhận quà xong á thì mình sẽ mở khóa 7k. Rồi mình mở khóa 7k luôn nè các bạn. Để coi game của mình hiện tại là 549578. À, nhắc tới vụ game á, mình cũng muốn chia sẻ với các bạn. Những lần mà nó diễn ra cái event đầu tư 7k game này nè, mình thấy đa số rất là nhiều người đi farm tài nguyên, dẫn đến một cái việc đó là mỗi game sẽ không có ai farm. Chính vì vậy các bạn thấy nè, đây mình farm game quá trời luôn nè đó. Lúc mà mọi người đang chăm chú farm những cái mỏ tài nguyên này thì đó là cái lúc cơ hội tốt nhất cho mình đi farm game, không có ai dành với mình hết. Thì một ngày farm được 4k game ở map Kingdom thường là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra được. Trước đây mình cũng có làm video clip về cái vụ farm game một ngày 4k game ở map Kingdom thường và 6k game ở map KVK nha. Các bạn có thể xem những cái video clip đó. Ở trong ba cái phương pháp đồng vú mùa hạ này á, thì mình chỉ tập trung vào cái thu gom trong thành phố thôi. Còn cái thu thập tài nguyên trên bản đồ á, trước đây thì các bạn có thể kiếm được nhiều hộp lắm, nhưng mà bây giờ khó rồi. Lilith nó fix lại từ rất là lâu rồi. Mà bây giờ mình thấy là Lilith nó cũng có fix một ít ở cái vụ thu gom trong thành phố nữa. Nhưng mà không sao đâu các bạn, vẫn còn đủ thời gian. Khó hơn hồi xưa thôi, nhưng mà vẫn đủ có thể lên được level 25 nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mở khóa 7k. Đây mình nhận đầy đủ hết tất cả những cái phần quà ở đây luôn nha. Đây có cái kho dự trữ này nè, cái này cũng rất là quan trọng. Cái này mình hay dùng ở trong những cái event đua tượng cam á, để mình tiết kiệm được rất là nhiều tăng tốc. Mình sẽ chuẩn bị trước khoảng 1 tuần cho đến 2 tuần gì đó, mình sẽ ăn cái kho dự trữ này nè. Sau đó mình đợi tới khi mà có cái event đua tượng cam nó chính thức diễn ra, nếu như mà nó hên, nó trùng với lại cái event mà liên quan tới huấn luyện lính
thì mình sẽ tiết kiệm được rất là nhiều tăng tốc luôn và dễ dàng đạt thứ hạng cao. Đó cũng là một cái mẹo mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Thường á, những cái video clip của mình, nếu như những bạn nào mà chịu xuyên xem video clip của mình á, thì ở từng cái video clip nhỏ nhỏ lâu lâu mình sẽ chêm vô một số mẹo mà mình thường hay áp dụng để làm sao mình có thể chơi được cái game này được tối ưu và tiết kiệm nhất. Đây rất là ngon nha các bạn, được rất là nhiều những cái gương vật liệu trang bị nè. À, được cái quần này nữa. Đây, được tượng cam nè. Tổng cộng là 35 tượng cam nha các bạn. Được cái skin vĩnh viễn nữa. Rồi, vậy là xong. Đây mình bấm thử thu thập trong thành phố nữa nha, để xem là mình nhận được bao nhiêu cái hộp nữa. Đây, nhận được 4 hộp nè các bạn. Chỉ cần các bạn xuyên thôi. Tùy thuộc vào công trình của các bạn, nếu như lên level 25 rồi thì các bạn sẽ rất là khỏe. Còn nếu như level công trình của các bạn còn thấp á, thì các bạn có thể ăn thêm những cái cục giống như thế này nè, sản xuất vàng hay là sản xuất đá. Mình thường hay ăn cái cục sản xuất vàng, tại vì đa số là cái mỏ vàng nó sẽ tạo ra tài nguyên ít hơn, cho nên mình phải cố gắng ăn cho cái sản xuất vàng này tăng lên. Vậy thì khi mà mỗi lần mình thu á, xác suất mình sẽ nhận được nhiều hộp hơn. Rồi, mình vô đây mình xây một cái kiến trúc luôn nha các bạn. Đấy, cái kiến trúc này xây đại thôi. Rồi, nhìn khá là đẹp đó các bạn. Mình vô đây mình đổi cái skin nhà luôn nha. Hoa hỏa chi đô sử dụng nè. Rồi ra đây xem, nhìn cũng khá là đẹp đó. Nhưng mà không, mình thích cái nhà huyền thoại cơ. Đây, đây là nhà huyền thoại của mình. Đợt trước mình đua cái event thiên đình sức mạnh á, mình nhận được cái vườn treo Babylon. Rồi mình đổi lại cái này nha. Rồi vậy là xong rồi đó các bạn. Video clip này của mình đến đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại.